Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ ra run vị tướng Olivia. Rồi, mình sẽ trở về với bộ trang phục đó là hiệu trưởng ta sách. Rồi. Rồi. Rồi, ui giờ thôi đầu game là team bạn đừng dựa lại đánh nhau rồi. Rồi, giờ mình sẽ đi ăn combo xanh thôi. Ủa thôi nào, bạn Hippolyta lại bỏ đường dưới rồi. Đường dưới của chúng ta thì có cả Hacker lại. Thôi xong. Sao các bạn Hippolyta sao lại bỏ ngay cái đường dưới nha. Thôi rồi, anh mất cân quá đường của mình rồi. Thôi giờ mình sẽ cố gắng thôi. Đấy. Rồi đường giữa thì bạn ở đâu? Thôi mình sẽ qua chỗ về farm thôi. Rồi Hippolyta là cái mạng đầu tiên. Rồi giờ mình sẽ đi gánh thanh niên Hacker luôn. Ôi, Hacker đã chạy về rồi, rất là nhanh. Rồi, và cách trang bị cho Olivia thì mình sẽ lên như sau. Món đầu tiên thì mình lại lên nỏ có khí. Món thứ hai thì mình sẽ lên nhẫn dương, đấy. Nhẫn dương thì là tăng tốc độ cho nhanh để cho Olivia dễ gánh tiếp hơn, đấy. Món thứ ba thì mình lại lên găng quý diệt thôi, đấy. Giờ món tiếp theo mình lên Linh Tự Kiếm. Món kia lên Linh Tự Kiếm xong thì mình sẽ lên cho mình cây Hỏa Thủ Đao. Món cuối cùng thì mình sẽ lên rồi mình sẽ rồi mình sẽ qua cướp luôn con bộ xanh này. Ô thôi rồi, mình cướp không được bộ xanh rồi. Rồi, đường trên có đánh nhau này có cả Gazelle, rồi mình sẽ bắt Gazelle luôn. Đấy, có nghe bộ đỏ này, rất là ngon. Đấy. Rồi, Gazelle là bắn luôn. Rồi, món cuối cùng thì mình sẽ lên Long Tuyển Kiếm. Đấy, Hippolyta đầu game rất là mạnh nha. Vì cái chiêu 2 đập bổ của Hippolyta rất là mạnh. Ta muốn là cao. Rồi, tìm lại đánh nhau nữa rồi. Rồi, và chỗ đường dưới của team bạn đã bị nát rồi. Ô thôi rồi, Minotaur đã ăn luôn quả đường của mình rồi, thôi. Rồi, mình sẽ lên bắt Fiorina luôn này, đấy, có bắt luôn. Rồi, và Minotaur khi hóa to là đập ở đâu nhé. Rồi đường giữa tìm bạn ở đâu này. Rồi mình sẽ cướp luôn con bộ xanh luôn. Rồi. Đấy mình cướp thành công xong con bộ. Rồi. Thôi phút này mình bị lắc rồi. Thôi thôi, bình tới 450 FE luôn.
Đấy. Đấy, di chuyển rất là khó chịu đấy. Đấy, giờ bây giờ mình của mình trở lại bình thường rồi. Đấy, thôi mình sẽ bắt đầu đi gắn tiếp thôi. Rồi mình sẽ xuống là bắt gắt xeo thôi, mình sẽ bắt những gắt xeo này bạn ơi. Rồi bắt con gắt xeo luôn đấy. Rồi mình có ngay mạnh của gắt xeo trên bản rồi. Rồi mình sẽ ô thôi định cướp luôn con bộ của mình à. Rồi team mình đánh rất là hay nha. Rồi mình sẽ lên hỗ trợ luôn Fury ra team mình luôn. Đấy, ô thôi rồi. Fury ra team mình là bắn rồi. Ô thôi 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 thôi. Ô thôi 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 thôi. Thôi. Mình sẽ về farm thôi để hồi phục lại máu thôi. Ui, mình còn một tẻ máu thôi thôi thôi. Tên bắn ở đâu? Mình bay vào là còn mình sẽ sắp mạnh luôn. Thôi mình sang cướp luôn combo luôn này. Đấy. Rồi mình sẽ đi ra đại lính thôi. Rồi tìm bạn là tiếp tục đánh nhau. Rồi mình sẽ lên bắt hacker luôn. Rồi đấy mình sẽ mình lên cấu đĩa máu tìm bạn xong mình lại quay trở về nhà thôi. Rồi. Làm sao có thể cướp được con bộ xanh của mình được. Rồi thanh niên hết cỡ rồi. Rồi thanh niên hết cỡ tên bạn lên bạn luôn. Rồi gắt xe bạn ơi. Rồi và tên bạn đang chúa tể này. Rồi bắt thanh niên gắt xeo luôn bạn ơi. Rồi xeo sẽ lên bản luôn. Đấy. Rồi thanh niên hết cỡ lên bản luôn. Rồi thanh niên ui giờ đứng trong bụi biến dây luôn. Và là mãn điểm số luôn. Rồi mình sẽ lấy chỗ giữa thôi. Đấy. Tỷ số bây giờ là 12-6 rồi. Rồi các xe tiên bản lên bản điểm số luôn. Lên bản điểm số với lại cả Minostar. Đấy. Minostar rất là khỏe. Rồi mình sẽ lấy luôn chỗ thôi. Đấy. Tiên bản là thành cái sân bay luôn.
Và video mình sẽ kết thúc ở đây. Giờ mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và nhớ bấm luôn thông báo để bấm vào chuông để hiển thị video mới nhé. Bye bye. Get away.